Rồi hello, xin chào ngày mới tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Thánh Kẻ đang cọc dây cho anh em đây các bạn. Đang cọc dây để chuẩn bị giao hàng cho anh em ủng hộ yêu mến nha. Luồn thôn Thánh Kẻ đây. Bên mình có loại da của anh em mình đây các bạn. Da của anh em mình các bạn có nhu cầu mua da thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại góc bên trái màn hình nha. Dây cũng vậy, dây này là anh em mình hay dùng để đi săn, đi bắn thường ngày, sử dụng rất ok nên đem lên đây để phục vụ cho anh em. Giờ mình sẽ let go, sẽ ăn sáng xong và đi cùng hành trình đi bắn cua mini một mình nha các bạn. Ok, let go. Nó thủ với bữa quần áo của mình nha các bạn. Nãy giờ được nhiêu chưa? Chết. Rồi, hết chân, quay luôn. Giờ được nhiêu chưa? Hồi sớm nó ra con cua ngáo rồi, nó ngoài đâu qua đây nè. Vì bắn hai chút. Nó đảo rộng rồi nè. Đây bắn được mấy con rồi? Sớm giờ mới nó chút xẻ nè. Mới bắn con xẻ nè, quá dí nữa nè. Rồi coi cái ná có hẹo chưa? Chưa có gì luôn. Ồ, giữ ta, bắn không đập chặt nữa ta. Có, bình thường, đâu có gì đâu. Đi nhà bắn. Đi nhà bắn chơi không? Đây. Đi. Con không có dây nè. Cho con bộ nè. Chưa, hết ngày mới đi. Đây, tháng nha. Chưa cho bộ dây nè. Dây đi bắn qua giờ nè. Để ăn vàng làm nát cho chút. Ok. Hôm nay mình sẽ đi quay những nhí, ná thủ nhí bắn nha các bạn. Dây bắn 2 ngày, bữa nay là ngày ha. Rồi đưa cho nó. Để đưa. Rồi tím tím. Bữa hôm gà có bắn, hôm gà có bắn con chim nào? Hả? Hôm gà có bắn chim nào? Cái này á. À, này có gặp gặp đi lo gặp gặp nó bắn. Vậy nè. Bắn coi coi né né nhà bản này chỉ có kiến nha. Rồi dữ. Đâu lại kìa. Con ngon. Rồi cái này bắn được rồi. Ý không phải có gì chuối rồi ý ý quẹ kìa rồi vô khúc trong rồi, vô khúc trong đó rồi chú lên khúc trên nén cho nó chú giận rồi hả chú khúc trong nè lít chú tới chú tới thôi luôn 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 lưng cù các bạn nè nè các bạn thấy nè nè bé đặt bắn cù mối anh em chúng chúng ơi chúng vào lòng chết một con. Nhanh lẹ. Này có con nữa kìa, con nữa kìa. Chết hai con, quá đẹp luôn. Một con. Đấy. Con thì bé đặt làm đựng con các bạn. Hai con mà không có một con này cả. Bé đặt bắn hai viên hai con giữ ta. Hai con nãy con kia tính kia chú bòi mà chú kia vô lượm nhanh đi con chạy vô đó
Rồi, ok, Kim nè. Kim đây. Rồi, tạm biệt nha. Rồi, chú nghỉ không? Mời không biết nữa. Mời chú đi một chuyện rồi. À, bữa nào chú nghỉ không? Bữa nào nghỉ thì đó. Bữa nào có gì chú nhắn tin cho. Rồi, bye bye nha. Ok. Rồi hiện giờ mình cũng tạm biệt bé Đạt nha các bạn. Thì nãy giờ mình vô tình mình đi mình gặp bé Đạt thì mình quay bé Đạt bắn luôn. Thì bé Đạt bắn cũng nhằm cái chữ cái không, tại vì bé Đạt mới biết bắn các bạn. Thì nãy giờ mình nhường bé Đạt bắn không à. Mình không có bắn các bạn ơi. Mình chỉ bắn được có một pha cua nãy rồi đó. Rồi ok. Giờ mình sẽ let's go đi kiếm những con còn gì để bắn nha các bạn. Thế sao lấy? Đi hỏi anh em cho anh lấy. Trời. Chiếc bằng nào? Bắn hai chiếc bằng này hả? Đúng rồi. Bắn được là phải lượm được các bạn. Đã bắn là phải lượm nha. Đây. Đây. Con này chết ngọt. Dưới nha. Thôi để leo. Ngày hôm sau. Các bạn. Chưa để nó trốn nè. Con lượm được rồi các ơi. Để các bạn, anh lên nhau hạ được con vẹt nó chua để trốn kiếm này bây giờ. Kiếm giờ đã đờ luôn. Đây đây điểm vẹt ngủ ngày. Mình nhớ hạ đừng con. Xuống. Ôi trời ơi. Rớt. Rớt. Bấm. Ôi chạy. Rớt con các bạn. Mày. Đó, lật gọng. Bây giờ anh em mình lại lượm giặt bay các bạn. Quá đã luôn. Bay các bạn. Thì hôm nay anh em mình đi bắn ban ngày á. Thì nãy anh lên hạ được con gò trắng đang bay và lên gần điểm vạc được một con. Và giờ mình hạ được một con vạc đang bay nữa. Cả nhà ơi, quá tuyệt vời luôn. Bữa nay coi như là ba con cũng như là bội thu rồi đó anh em. Bội thu. Đi bắn ban ngày mùa này cò chưa về nên không có cò nhiều, anh em bắn được về là cũng sao lên. Cũng khá là xuất sắc rồi đó. 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. Chơi các anh em. Thì cũng được ba con này nha anh em. Đây. Hai con vạc một con cò trắng nha anh em. Hai con bay một con đậu. Thì giờ anh em sẽ tiếp tục đi săn vòng vòng coi có không anh em. Thầy cũng hết điểm vạc rồi. Giờ chạy đàn coi có nó hay không. Còn có nữa anh em sẽ về nha anh em. Rồi ok. Ok. Có em. Ba con này là ba con cháu ăn không hết nổi rồi đó. Con ôm luôn anh em. Quá đẹp lên đây. Vô. Chúng rồi, rớt, cả tổ chúng viên nữa đó, hai viên đó. Rồi. Cắt nằm đắng, rớt không lông. Đừng lú này rồi. Không cánh. Không cánh luôn, lỗ luôn á. Tổ bắn sẽ đi sợ chúng cánh á. Chúng không cánh. À, anh em mình cũng hạ được chút cồn xanh đó cả nhà. Thì nó đằng đó, thì anh em mình đuổi đắng lực
dự đoán là nó tới đó nó sẽ rớt xuống, nó nằm một im một chỗ luôn, chạy không nổi nữa. Em dự đoán vậy đó. Không biết sao. Mình kiếm luôn. Cái này vậy nè. Kìa, kìa. Đứng lên đây kìa. Hay quá, lên đây. Ơi. Chúng đích. Chúng đích rồi. Anh lên kiếm được có cả nhà. Thì Linh cũng lụm được chú cò xanh này nha. Bắn mấy viên luôn. Im. Chú cò xanh đó nha anh em. Bỏ im. Bội thu rồi. Mùa này không có cò nhưng mà bắn được gì là bội thu rồi. Okay. Quá hà. Tiếp tục anh em ơi. Tiếp tục Linh, anh lên đây. Vô luôn. Vô. 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 Quá đã.